Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin chính sau đây. Vaccine Nanocovax được đánh giá rất an toàn, tạo phản ứng miễn dịch tốt. Lễ trao giải Mai Vàng vinh danh các nghệ sĩ tạo nhiều dấu ấn trong năm qua. Cháy lớn xưởng gỗ ở quận 12 lan sang một dãy nhà trọ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Đã xác định được danh tính một số nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở Indonesia. Kính thưa quý vị, hôm qua, 3 tình nguyện viên đầu tiên sau 28 ngày tiêm mũi 1 đã được Học viện Quân y tiêm mũi 2 vaccine Nanocovax liều 25 microgram. Kết quả ban đầu được đánh giá là rất an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt. Sau khi tiêm tiếp mũi 2, lượng kháng thể sẽ còn tiếp tục tăng vọt lên 4 đến 5 lần, thậm chí là 20 lần. Cũng trong hôm qua, Học viện Quân y đã tiêm liều 75 microgram mũi 1 cho 10 tình nguyện viên. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe tình nguyện viên thêm 6 tháng, 1 năm để đánh giá lượng kháng thể có duy trì bền vững hay không và tồn tại bao lâu. Đến nay, giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam đã đi được hơn 50% chặng đường. Hơn 40 tình nguyện viên được tiêm ở cả 3 nhóm liều, 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Qua theo dõi, sức khỏe các tình nguyện viên đều ổn định, tinh thần hoàn toàn bình thường. Nhóm nghiên cứu đang xử lý dữ liệu, gửi hồ sơ đạo đức lên Bộ Y tế để xác định liều phù hợp cho giai đoạn 2, tiêm thử nghiệm trên khoảng 600 người. Thời gian dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán và duy trì hai mức liều. Sau Nanocovax, vaccine do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế đóng tại tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu sẽ là vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Nếu Bộ Y tế cho phép thử nghiệm từ cuối tháng 1 này, giai đoạn thử nghiệm vaccine COVID trên người lần 2 sẽ sớm hơn kế hoạch ban đầu 2 tháng. Vaccine được Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế nghiên cứu bào chế từ tháng 5 năm 2020, sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi. Công nghệ chuẩn quốc tế và kinh nghiệm sản xuất nhiều loại vaccine đã giúp viện này đẩy nhanh thời gian nghiên cứu, đánh giá thử nghiệm trên động vật để tiến đến thử nghiệm trên người. Kết quả ban đầu được đánh giá khả quan, chủng phát triển tốt và thích ứng với quy trình công nghệ hiện có. Cá nhân tôi rất là có niềm tin vào cái sản phẩm này, bởi vì đây là cái sản phẩm không chỉ là của Ivac thôi, mà nó là cái sự hỗ trợ cực kỳ lớn và cực kỳ quan trọng của các cái tổ chức quốc tế cũng như là Việt Nam trong cái giai đoạn nghiên cứu, ví dụ như giai đoạn tạo chủng, ví dụ như là giai đoạn đánh giá trên động vật thí nghiệm. Dự kiến vaccine sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 cho 125 người tình nguyện thuộc nhiều đối tượng, kết thúc vào tháng 4 tới. Nếu thuận lợi sau 3 giai đoạn thử nghiệm, vaccine sẽ có sớm nhất vào cuối năm nay. Cả nước hiện có 2.000 trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng phần lớn là người già và trẻ nhỏ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những trung tâm này đã chủ động tăng cường công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cao tuổi, nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong cao. Những bộ đồ bảo hộ này vừa được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao tặng để bảo vệ người cao tuổi và những người chăm sóc họ tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy người cao tuổi không chỉ là nhóm dễ bị tổn thương mà còn là nhóm cần được ưu tiên chăm sóc, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở người trên 80 tuổi cao gấp 5 lần mức trung bình toàn cầu. Vì vậy, các trung tâm bảo trợ xã hội đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bên cạnh việc chăm lo tốt sức khỏe, đời sống cho người cao tuổi. Thứ nhất là về cái đảm bảo cái môi trường sát khuẩn sạch sẽ và đồng thời là nâng cao cái sức đề kháng cho người cao tuổi. Việc chủ động bảo hộ phòng dịch đã góp phần bảo vệ nhóm đối tượng này khỏi các tác động từ đại dịch COVID-19. Người học lái xe giờ đây phải thật nghiêm túc mới có được bằng lái, bởi các điểm thi sát hạch được trang bị camera giám sát, nội dung sát hạch cũng khó hơn. Đây là giải pháp được ngành giao thông vận tải triển khai thời gian qua để chống tiêu cực, giải quyết kịp thời những bức xúc của xã hội. Một trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe, khu vực hội trường học, sát hạch lý thuyết, thực hành được bố trí TV kết nối với camera để theo dõi và giám sát, tránh trường hợp gian lận. Cả các cái nội dung sát hạch thì là đều sử dụng cái thiết bị chấm điểm tự động. Thế còn trong cái quá trình làm việc sát hạch viên thì đều có các cái camera theo dõi giám sát, thì để cho cái người dự thi giám sát và tất cả các cái cơ quan chức năng có thể theo dõi giám sát. Từ việc siết chặt số giờ, thay đổi nội dung học lý thuyết, việc thi sát hạch ngày càng được chuẩn hóa bằng công nghệ hiện đại, được giám sát chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nên kết quả đã phản ánh đúng chất lượng học thật, thi thật.
Đối với trung tâm thì kể cả con người hay là máy móc đều rất là chặt chẽ. Có camera giám sát rồi là các giám thị trông thi cũng rất là nghiêm khắc. Ngoài ra, việc bổ sung nội dung sát hạch, xử lý các tình huống giao thông trên phần mềm mô phỏng đã giúp người học trải nghiệm các tình huống giao thông thực tế. Đây được coi là sự đổi mới căn bản trong công tác đào tạo, giúp học viên có thể vững tay lái khi tham gia giao thông. Một chiếc tàu chở dầu đã bị chìm ngay tại cửa biển đoạn qua âu thuyền cảng cá Thọ Quang vào sáng ngày 14 tháng 1. Rất may lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã xử lý kịp thời. Tàu dầu DNA0670 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Khánh, địa chỉ số 14 đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đang neo đậu tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang thì bị sự cố dẫn đến chìm tàu. Trên tàu lúc này có khoảng 4 mét khối dầu DO. Nhận được tin báo, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều tàu của Hải đội Biên phòng 2 và các bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tại miền Trung kịp thời có mặt tại hiện trường xử lý sự cố và vết dầu loang. Tàu bị nghiêng và chìm xuống. Lực lượng biên phòng cùng phối hợp cùng Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã kịp thời quay chặn và cô lập toàn bộ số dầu tràn là không để ra môi trường tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Được biết, tàu DNA0670 có công suất 220 CV, lượng chứa hơn 100 tấn. Phương tiện hiện chưa đưa vào hoạt động, 4 khối dầu được bơm lên tàu là do công ty để vào nhằm cân bằng, thử nghiệm. Tối qua đã diễn ra lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 năm 2020 do báo Người Lao Động tổ chức. Nhiều bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng vì những cái tên được xứng lên đều đã có những sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt một năm qua. Với diễn sân khấu được yêu thích nhất được trao cho tác phẩm cải lương Áo Cưới Trước Cổng Chùa, bộ phim được yêu thích nhất là Rồng, siêu trí tuệ Việt Nam của kênh HTV2 nhận giải thưởng chương trình truyền hình được yêu thích nhất. 10 hạng mục khác cũng được trao cho các chủ nhân xứng đáng. Mai Vàng luôn luôn tôn trọng công chúng, sự đánh giá của công chúng và bên cạnh đó có sự đánh giá rất công tâm của hội đồng nghệ thuật. Chính vì vậy luôn luôn đảm bảo sự công tâm. Năm nay, chương trình Mai Vàng Nhân Ái của giải Mai Vàng được tài trợ 1 tỷ đồng để hỗ trợ 100 văn nghệ sĩ có đời sống khó khăn. Lần đầu tiên, giải thưởng nghệ sĩ vì cộng đồng được phát động và trao cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và MC Đại Nghĩa với những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện. Nghĩa cũng mong rằng cái sức lan tỏa của cái giải thưởng này nó sẽ rộng hơn để cho nhiều người tiếp tục làm những cái công việc mang lại cái lợi ích cho tất cả những người xung quanh, đặc biệt là cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ trao giải Gala Mai Vàng Tết Yêu Thương sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 1 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công nhân, người lao động. Hai tác giả Việt Nam đã giành giải thưởng tại cuộc thi ảnh đen trắng Monochrome Photography Awards 2020. Đây là giải thưởng thường niên dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên ở khắp nơi trên thế giới. Giành giải ba hạng mục chuyên nghiệp thể loại ảnh kiến trúc với tác phẩm Tượng Phật trên nóc nhà Đông Dương. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn cũng giành giải ba hạng mục chuyên nghiệp thể loại ảnh chân dung với bức ảnh chụp một cụ già người dân tộc Chăm. Những người chiến thắng sẽ nhận được các danh hiệu phần thưởng bằng tiền mặt và cơ hội được xuất hiện trong bộ sách ảnh xuất bản hàng năm. Tiếp theo, phát hiện vụ vận chuyển 5 tấn mỹ phẩm lậu trị giá 3 tỷ đồng. Truy bắt hai đối tượng còn lại trong băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm tài sản. Thưa quý vị, 5 tấn mỹ phẩm lậu trị giá 3 tỷ đồng được chở trên 2 xe ô tô tải vừa bị đội quản lý thị trường số 5 của Hà Nội phối hợp với phòng 7 Cục Cảnh sát Môi trường phát hiện. Kiểm tra 2 xe ô tô biển kiểm soát 29C82036 và 29C32089, lực lượng chức năng phát hiện 400 thùng miếng đắp mặt có dòng chữ nước ngoài trị giá ước khoảng 3 tỷ đồng. Số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, hàng hóa chưa xuất trình hóa đơn chứng từ kèm theo chứng minh hợp pháp. Đây là số hàng hóa chưa qua sử dụng, không rõ chất lượng. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được chủ sở hữu lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2 phương tiện cùng toàn bộ số hàng chờ xử lý. Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây vận chuyển mua bán pháo trái phép, thu giữ gần 160 kg pháo các loại. Vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 1, Công an Yên Thành bắt quả tang Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Thành, đang vận chuyển 10 bánh pháo hoa trọng lượng 12 kg do nước ngoài sản xuất. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai mua số pháo trên của Trương Văn Phúc, trú tại xã Diễn Lâm. Khám xét chỗ ở của Phúc, công an thu giữ 26 bánh pháo hoa loại 36 quả một bánh, trọng lượng 31,2 kg.
Phúc khai nhận từ tháng 11 năm 2020 đến nay đã nhiều lần mua pháo của Nguyễn Hồng Lực về chia nhỏ bán kiếm lời. Khám xét chỗ ở của Lực, công an tiếp tục thu giữ 82 bánh pháo hoa, 20 dây pháo nổ, trọng lượng 115 kg. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Tối qua, một xưởng gỗ trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi nhiều tài sản cùng dãy nhà trọ công nhân ở phía sau, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Khoảng 18 giờ 30 phút, tại xưởng gỗ nằm trên quốc lộ 1, đoạn ngay chân cầu Bình Phước, phường An Phú Đông, quận 12, bất ngờ phát ra một tiếng nổ rồi bốc cháy. Các công nhân đã dùng vòi nước và bình chữa cháy nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát và lan quá nhanh khiến mọi người phải tháo chạy. Chỉ trong ít phút, xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông đã bị ngọn lửa bao trùm. Không những vậy, dãy trọ công nhân phía sau cũng bị cháy lan. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Do bên trong chứa gỗ dễ cháy, còn hai bên xưởng gỗ là hãng xe ô tô và trạm xử lý rác nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 21 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bị chập điện. Một vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra trên đường 22 tháng 12, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sáng sớm 14 tháng 1, người dân trong khu phố phát hiện nhiều tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao dữ dội từ căn kiosk bán giày dép nên gọi nhau đến dập lửa và báo cho lực lượng chữa cháy. Ngay sau đó, đám cháy đã lan nhanh sang 3 kiosk bên cạnh. Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố Thuận An đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Trong 4 kiosk bị cháy có một kiosk bán xe máy. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Tại khu vực ngã ba Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vào cuối giờ chiều hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người. Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30, xe khách lưu thông theo hướng thành phố Biên Hòa về Dầu Giây thì va chạm với xe máy bị kiểm soát 60F3-76744 do một nam thanh niên điều khiển. Hậu quả xe máy bị cuốn vào gầm xe và nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã gây ùn tắc kéo dài hàng km. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường phân luồn điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ va chạm đang được tiếp tục làm rõ. Sáng 14 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại đầu ra đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Một số trường hợp đã bị phạt. Công an đã chặn dừng nhiều xe ô tô để kiểm tra hành chính, nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích. Trong đó có một xe đầu kéo kéo theo rơ móc do một tài xế ở tỉnh Đồng Tháp điều khiển. Qua kiểm tra, tài xế này dương tính với chất ma túy. Nhưng ban đầu, tài xế này kiên quyết phủ nhận, nói rằng bị đau nhức xương khớp nên đã uống thuốc giảm đau chứ không sử dụng ma túy. Qua đấu tranh của lực lượng chức năng, người tài xế sau đó đã thừa nhận vào tối ngày 13 tháng 1 có sử dụng ma túy đá. Công an đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để xử lý. Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã bắt được 4 đối tượng trong băng trộm chuyên nghiệp gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đặng Văn Hoàng, 24 tuổi, Thảo Hoàng Nguyên, 37 tuổi, Đinh Ngọc Vịnh, 29 tuổi và Bùi Thanh Tâm, 36 tuổi, đều ở huyện Bù Đăng. Để có tiền ăn chơi và mua ma túy sử dụng hàng ngày, bất kể thời gian trong ngày, nhóm này chạy xe máy lòng vòng theo tuyến đường DT760. Phát hiện gia đình nào sơ hở mất cảnh giác, các đối tượng nhanh tay trộm từ xe máy đến các loại máy móc, nông cụ làm vườn, TV, điện thoại. Công an huyện Bù Đăng đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng đang bỏ trốn. Vụ máy bay rơi ở Indonesia song song với việc đẩy nhanh công tác tìm kiếm, trục vớt thi thể, các mảnh vỡ và thiết bị ghi âm buồng lái. Lực lượng chức năng Indonesia cũng đang tích cực xác định danh tính của 62 nạn nhân để bàn giao cho gia đình của họ. Trong ngày hôm qua, Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia đã bàn giao thêm 36 túi đựng thi thể các nạn nhân và một túi đựng mảnh vỡ máy bay cho Bệnh viện Cảnh sát Ramadjati và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Tính đến nay, tổng cộng 177 túi đựng bộ phận thi thể và 32 túi đựng mảnh vỡ máy bay đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn bàn giao cho hai cơ quan phụ trách việc xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện danh tính của 6 nạn nhân, trong đó có một phi công phụ, một tiếp viên và 4 hành khách đã được nhận dạng thông qua dấu vân tay và bàn giao cho gia đình mai táng. Trong ngày hôm qua, công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân và hộp đen còn lại cũng đã được nối lại sau khi phải tạm dừng do thời tiết xấu. Lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm do các mảnh vỡ và thi thể nạn nhân có thể đã bị nước biển cuốn đi xa. Dữ liệu của hộp đen đầu tiên đang được kiểm tra và dự kiến báo cáo đầu tiên sơ bộ sẽ được công bố 30 ngày sau tai nạn.
Trong khi các quốc gia trên thế giới đang chạy đua triển khai chương trình tiêm chủng, thì những kẻ lừa đảo đã lợi dụng thời điểm này để trục lợi cá nhân. Tại Mỹ, các chuyên gia an ninh mạng đang cảnh báo về tình trạng lừa đảo bán vaccine COVID-19 trên các trang web đen. Truy vấn tìm kiếm đối với vaccine COVID-19 đã cho kết quả tới hơn 340 quảng cáo rao bán vaccine, xuất hiện trên 34 trang web đen, tăng gấp 4 lần so với con số chỉ 8 trang vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Những kẻ lừa đảo thường rao bán vaccine với giá gấp đôi, thậm chí gấp 4, lên tới $1,000 một liều và yêu cầu khách hàng dùng Bitcoin để thanh toán. Tuy nhiên, sau khi người mua thanh toán tiền và gửi địa chỉ giao hàng, tài khoản của người bán sẽ biến mất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đến nay đã có khoảng 28 triệu liều vaccine phòng dịch COVID-19 được tiêm chủng cho người dân trên thế giới, trong đó phần lớn là ở những nước giàu. Theo WHO, 46 nước đã triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, trong đó chỉ có duy nhất một quốc gia là nước có thu nhập thấp. Xét tỷ lệ dân số đã được tiêm chủng, Israel đang dẫn đầu thế giới, tiếp đó lần lượt là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Anh và Mỹ. WHO cảnh báo 2021 có thể là một năm khó khăn hơn trong bối cảnh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được nhận định là có khả năng lây lan nhanh hơn chủng gốc và do đó việc phân phối, chia sẻ vaccine càng phải được thực hiện tốt hơn. Trung Quốc ngày 13 tháng 1 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong 8 tháng tại tỉnh Hà Bắc, nơi chính quyền địa phương đã phong tỏa một vài thành phố hồi tuần trước, trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng tái bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh thành của nước này trong mùa đông. Ngoài Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang cũng vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện 28 ca nhiễm mới với 12 trường hợp không triệu chứng. Hàng trăm tín đồ đạo Hindu đã tụ họp ở bờ sông Hằng để tham gia lễ hội thường niên Masa Sankranti bất chấp những cảnh báo gần đây về đại dịch COVID-19. Rất nhiều người tham gia chen chúc nhau bên bờ sông tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đa số người tham gia đều không đeo khẩu trang, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Những lời cảnh báo liên tục được đưa ra trực tiếp ở lễ hội về việc đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay cũng không tạo nên sự khác biệt. Makar Sankranti là lễ hội thường niên của người theo đạo Hindu, được tổ chức khắp nơi tại Ấn Độ. Đây là ngày mà mọi người tỏ lòng biết ơn với thần mặt trời đã phú cho họ mùa màng tươi tốt. Họ cùng nhau tắm sông, cầu nguyện và thắp đèn từ sáng tới mơ. Bên cạnh nghi lễ truyền thống, các hoạt động từ thiện cũng là điểm nhấn của lễ hội Makar Sankranti hàng năm. Nước Mỹ đang đối mặt với nhiều chia rẽ kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Lễ nhậm chức sắp tới đây của tổng thống đắc cử Joe Biden với thông điệp hàn gắn nước Mỹ là tâm điểm thu hút được sự chú ý, đặc biệt khi buổi lễ sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Truyền thông Mỹ đưa tin nam diễn viên gạo cội Tom Hanks sẽ dẫn chương trình đặc biệt mang tên Celebrating America, tôn vinh nước Mỹ, được phát sóng cùng lúc trên toàn bộ các kênh truyền hình vào đêm ông Biden nhậm chức. Bầu không khí chương trình sẽ thêm phần sôi động với các màn biểu diễn âm nhạc do các nghệ sĩ Jon Bon Jovi, Justin Timberlake và Demi Lovato trình bày. Thông tin này đã được ca sĩ Lovato xác nhận trên Twitter. Theo kế hoạch bắt đầu từ 20h30 phút ngày 20 tháng 1 giờ địa phương, tức 8h30 phút ngày 21 tháng 1 giờ Việt Nam, chương trình Celebrating America sẽ được phát trên các đài ABC, CBS, NBC, CNN và MSNBC. Chương trình cũng sẽ gửi lời tri ân tới các anh hùng Mỹ, gồm các nhân viên đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Những ngày gần đây, rất nhiều nhiếp ảnh gia cùng những người yêu thiên nhiên đã đổ về vùng Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ để chứng kiến một khung cảnh mùa đông vô cùng đẹp và nên thơ khi tuyết bao phủ gần như hoàn toàn công viên tự nhiên Gol Cúc. Công viên Gol Cúc nằm ở tỉnh Bolu, được mệnh danh là trái tim thiên nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Rừng rậm chiếm tỷ lệ tới 65% diện tích của tỉnh Bolu, khiến nơi đây trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Tuyết đã rơi tại đây suốt 2 ngày, tạo điều kiện lý tưởng để khách du lịch và nhiếp ảnh gia chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của mùa đông. Suốt một tuần qua, tuyết cũng đã rơi tại nhiều nơi trên thế giới, thậm chí ở nhiều địa điểm trước đây không thường xuyên có tuyết như tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hay tỉnh Lào Cai của Việt Nam. Đến đây, chương trình 60 giây sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!